Nay mình lại nhà cho chồng à, cho chồng mình nhắn là mặn chín nè à. Này giống như trái mặn Hà Nội vậy các bạn, nhưng mà này là cái trái prune nè à. Nó giờ nó chín rồi nè, bây giờ mình hái được rồi, nhưng mà nó có vị hơi chua. Khi mà mình ăn nó giống như trái mặn mặn chua vậy các bạn. Trái tím hết rồi nè. Này ăn với muối ớt thì được, chứ ăn không là cũng chua, nó có lớp phấn bên ngoài nè. Ăn các bạn. Hay bị chua, ăn với muối ớt thì được. Mình thích loại nhỏ hơn, loại nhỏ màu xanh đó. Khi nó chín nó sẽ màu vàng vàng, nhìn ngọt hơn. Mình hái vài trái đem về ăn chấm muối các bạn, chứ ăn ăn không hết. Cho chồng để trừ cho mình lại, mình hái mà nhiều quá ăn sợ hết. Mày ra chờ. Rồi mình hái mình lựa cái trái nào nó đậm đậm á, màu sậm sậm á, cái mình hái. Nhiều quá, không biết được hái không. Quá trời. Bỏ vô bọc nè. Trái nào mà màu sậm thì nó sẽ mềm hơn. Mấy bạn nào mà thích ăn đồ chua, trái này cũng thuộc dòng ăn đồ chua nè. Loại đồ chua mình ăn chấm muối. Cái này mà các bạn ăn, các bạn hái, các bạn ăn liền thì ngon. Chứ các bạn để chỉ cần qua một ngày là nó mềm liền. Mình thì không thích ăn mềm các bạn, thích ăn trái còn hơi cứng cứng, ăn giòn giòn. Nhánh mà nó nhiều mà mỗi nhánh thì nó quằn trái xuống nhiều quá trời luôn. Ah, c'est plus grand, c'est là, non? Elles sont plus grandes, oui. Oh, bên đây. Oh, oui. Bên đây có cây khác. Trái nó tròn hơn nè mọi người. Trái này tròn hơn. Mon chéri, essaye. Ben, si tu veux en cuire quelques-unes pour les mûrir à la maison. Vous avez dit de donner manger au poule les enfants? Non, mais non, on n'a pas donné. La tête. Elles sont encore un petit peu, elles sont encore un petit peu. Có bao giờ thích ăn trái cây đâu. Moi, j'aime pas parce thử cho có. Elles sont trop mûres, moi j'aime pas. Un petit peu, elles vont finir de mûrir. Trời ơi, cái trái nhiều quá trời luôn rồi. Cái này cây khác nữa. Cây thứ hai. Quá trời trái luôn. Wow. Nhiều quá cu. Parce que là, sur quelques jours, ça va partir. Hein. Mais c'est l'oiseau, il mord, papa. Non, les oiseaux, non, ils mordent pas. Les poules, elles mangent pas celles qui sont en terre. Et là, là, c'est bien. Ouais, mais je vais vous montrer.
bên giờ trái nữa nè, quá chừng trái luôn. Vợ chồng mình đang giải thích trái mận. Ở đây thì cái loại này là màu xanh, cái loại này màu xanh, trái tròn nhỏ nhưng mà ngọt hơn các bạn. Trái của nó nè, cái loại này giống nhà mẹ chồng mình, màu xanh, bây giờ nó chín nên nó mềm rồi, để giòn ăn nó mới ngon. Trái nào cũng có phấn à. Cây mận này là có phấn. Trái này ự. Ừ. Đi ơi, il est moins fruit que l'autre là bà. L'autre c'est plus. Oui, moins fruit. Oui, si les branches n'est pas très Elle est grosse. Elles sont plus sucrées, c'est pas le même. Nè, cho chồng mình hái cho mình. Oh, lụm trứng. Fais pas tomber. Dans la maison. Ah. Vous voulez le mettre dedans? Avec les autres. Ça va? Elles sont meilleures les vertes. Et le jour à la baie d'homme on était là. À baie d'une. Là il manque un coup, ils ont pas de facile la baie de Ah. Trái xanh ở trong là cái ruột của nó màu hơi vàng vàng các bạn, ngọt lắm. Cây màu xanh thì trái ít hơn trái màu cây màu đỏ. Mais les petites celles que tu as cueillies là-bas, c'est pour moi les rouges, dans les rouges, c'est les meilleures rouges. Đây, hái xuống. Mình hái ít thôi, chứ không hái nhiều. Hái nhiều ăn hết nhà ngồi trái cây nè. C'est gros. Ils sont gros, ils sont bien. Prendre ton petit bazar. Et quand il court, il est. Il court sur le côté. C'est sauter qu'il fait. Beau long con cù, mắc cười. T'as déjà vu? Quand il boum 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 boum. Il bondit, il court pas. Là, Charlotte. Il dit quoi? Elle dit bonjour. Ça va, chạy, ça va, chạy. Chạy. Et que tu fais, mon petit? Không thể nào để gần được nè. Ah, j'essaie de mettre tes chaussures en place. Rồi bây giờ mình đem về mình rửa ra nè các bạn. Rồi mình ăn mà chấm với muối ớt. Muối ớt này mình đem từ Việt Nam sang nè. Muối này cay lắm nha. Mà mình thì là không có ăn cay nhiều, cho nên mình không có đập cái muối trắng với ớt tươi được các bạn. Cay lắm. Giờ mình sẽ ăn trái này chấm muối các bạn. Ăn theo kiểu của Việt Nam mình. Đó. Nè, chấm muối ăn. Chua cay chua. Ồ chua. Bình thường thì mình ăn mình bỏ vỏ các bạn. Hôm nay mình chấm nó mình để vỏ luôn chua. Cái vỏ nó chua hơn, gọt vỏ là đỡ thì hơn xíu không, để vỏ chua.
Cái này là trái màu đỏ. Bây giờ mình sẽ lấy trái màu xanh ăn. Màu xanh thì nó ngọt rồi. Đó, màu xanh mình ăn là nó ngọt, không cần phải chấm muối. Mà tại cái sở thích mình là hay thích ăn chấm muối, muối ớt, muối tiêu. Ăn gì cũng chấm muối tiêu, muối ớt, dù nó ngọt hay chua. Trái màu xanh nè, trái màu xanh ngọt. Vậy nè, chắc không hết đâu bà. Ăn hết thì bị xấu hổ đó. Không dám ăn hết đâu. Ăn này không dám quay mặt. Thấy quay mặt á, các bạn xem mình ăn á, nhăn mày nhíu mắt. Mắt công các bạn la mình, nói là làm chạy giải. Chạy giải. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục ăn những cái này coi. Buồn buồn buổi trưa mà nhai này là vui vui các bạn ạ. Rồi, cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha. Bye bye.